giờ cái cách mà để giảm cái tỷ lệ méo trái trên cây sầu riêng thì như cây này cơ bản tổng quan là đủ trái rồi, đó, trái rất là nhiều. Giờ chỉ có một biện pháp duy nhất là loại bỏ, đó, loại bỏ những cái trái méo bỏ thôi. Chứ giờ đâu có để chi nhiều. Đó, thì biện pháp này là đơn giản nhất. Đó, thì đây là em chỉ cho quý bà con là một trong những cái cây nha, cái cây này là cây đủ trái nha. Nó áp dụng cái biện pháp gọi là lãi bỏ. Đó, thì tùy theo cái tỷ lệ méo và tỷ lệ trái như thế nào là để quý bà con chúng ta để như cái cây này. Thì bây giờ là lấy tầm khoảng 120 kg. 120 kg thì quý bà con lấy cho em khoảng đâu đó khoảng 40 đến 50 trái. Đó, thì bây giờ kiếm sơ bộ làm sao chừa cho em khoảng 50 trái. Rồi xong. Đó, thì bây giờ cứ đếm 145 trái, 223 trái gì đó. Rồi những cái trái này còn lại là phải bỏ. Hả? Như nhánh này là bỏ, coi từ từ bỏ những trái nhánh này. Cặp này hai trái đều đẹp nè, nhưng mà nhánh này nhánh ngoài nhánh như thế này lấy một trái thôi. Trái này vẫn bỏ nha, nhưng mà trong khi đó trái này vẫn tròn đều. Đó, phải xem theo tỷ lệ nha, xem tỷ lệ cây đánh giá được coi là cái cây này mang bao nhiêu trái và một trái là làm kỹ thuật làm được bao nhiêu ký. Rồi còn lại mới xác định số trái thì mới dám là bỏ trong giai đoạn này. Đó. Thì đừng ví dụ như bây giờ đừng để trái quá nhiều. Trái quá nhiều mà trái nhỏ tầm khoảng 2 kg, 2,5 kg là sau này dễ bị rớt lỗi lắm. Làm sao vậy? Có nghĩa là xác định ngay từ đầu y 6 là phải làm từ 3,5 kg đến 4,5 kg. Đó để chúng ta phải xác định được trái chúng ta để. Rồi có kế hoạch là ngay từ lúc này sau khi tiễn trái xong là bắt đầu thúc phân. Đó. Còn bón thon là giai đoạn này chưa nha. Nhắc lại là chị đây là chỉ ghi 6 thôi nha, bón thon là riêng nha bà con. Bón thon em sẽ chia sẻ cho bà con cái quy trình bón thon riêng. Tiếp tục đây nè, mấy nhánh mà trong thân như này nè, trái có đẹp đi nữa thì sau này hầu như tỷ lệ lớn thấp, bỏ mấy trái này luôn. Đây trái này đẹp nè, chừa lại một đây một trái. Trái này thì hai trái cũng đẹp nhưng mà một nhánh này cũng hơi nhỏ nè, đây là một trái thôi. Thấy trước mắt là để ba trái này nè, là cây này là cây đẹp nè, cây nổ nè. Tí xíu nữa em sẽ kiếm những cái cây nào nó hơi yếu yếu để em sẽ chia sẻ bà con cái cách để lại trái. Đây nè, trái này thì nó tròn, xem về là độ học thì đủ học, nhưng mà nó có một cái khoảng mắt méo mắt như này nè là bỏ. Mừng mà là coi theo cái tỷ lệ cái cây này đủ trái thì bỏ nha, còn nếu mà thiếu trái thì trái này vẫn giữ lại. Và thêm cái nữa là những cái trái mở đi là cổ đó, đây nè, những trái mồng, những bông ra muộn nè, bỏ luôn cho em. Rồi còn cái phần cuốn này, cho con hỏi cái phần cuốn này để làm sao, bây giờ cứ để tự nhiên đi, rồi nó có lớn hay là nó sau này nó gội tự rụng, hoặc là sau này nó lớn đi nữa thì lúc mà chúng ta sẽ dọn những cái cắt xong, dọn những cái cuốn là sẽ dọn như luôn những cái này. Đừng có lãi sớm quá, lãi sớm quá là những cái chỗ này nó bắt đầu nó tiếp tục nó ra bông tiếp là chúng ta lại lãi bông nữa, thì nó sẽ lúc này nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng giữa cái bông và cái trái, là bắt đầu nó sẽ dễ xảy ra cái hiện tượng giật học. Và cái giai đoạn này ghi 6 á, thì quý bà con hà nếu cây yếu nha, cây yếu thì hãy xả đọt, còn nếu cây mạnh thì quý bà con chúng ta tiếp tục dần đọt tiếp. Trái bự chút xíu hay xả đọt, xả sớm quá nó dễ bị giật học lắm. Đó, đây là những chùm này cơ bản là ổn nè, 2, 4, 5, 8, 10 trái. Như nhánh này thì hiện tại bây giờ nhánh này là nó một nhánh mà 12 trái nè. Bây giờ chắc chắn một điều, nếu mà để 12 trái này á thì nó sẽ không lớn quá dữ đó, nên là coi cái tỷ lệ coi ngay trái nào nó là cổ hoặc là nó méo quá thì chúng ta bỏ. Như cặp này nó quá đẹp, hoặc là tiễn chùm này, như chùm này 245 đây, bỏ trái này đi. Mặc dù trái này vẫn tròn nha, và ưu điểm của cái trái này là nó tròn, và cái gai vừa còn thấy nè, cái gai giai đoạn này là nó không có bị rõ gai. Đây là một trong những cái kỹ thuật quan trọng liên quan đến vấn đề là kỹ thuật xử lý và cái bằng phân thuốc nữa bà con. Thì cái này là ví dụ vườn nào bà con đang bị tình trạng đỏ gai thì liên hệ tụi em sẽ chia sẻ bà con cái cách để chúng ta sẽ khắc phục, hoặc là vườn nào mà bà con chúng ta sẽ ngừa trước cái này cũng liên hệ tụi em sẽ tư vấn cho bà con cái cách để bà con chúng ta xử lý.